kênh giao thông nước Việt, kênh chuyên reaction về những tình huống giao thông được camera giao thông ghi lại. Hy vọng mọi người sau khi xem xong video sẽ có được những phút giây giải trí thư giãn, từ đó tham gia giao thông an toàn hơn. Tình huống đầu tiên, bác VinFast VF8 có pha lùi chuồng rất đỉnh cao. Bác này lùi xe va ngay vào bác Kia Captivo đỗ xe bên đường. Em mời các bác đón xem ạ. Rồi, mày xong rồi. Thôi hết trời. Đỉnh cao của lái xe là không cần mở gương, các bác à. Đường cao tốc rất rộng và thoáng. Ấy vậy mà bác Mazda trắng có tình huống tạt đầu, chiều người đầy thách thức các bác ạ. Em nghe gì không hỡi em? Uầy, nhạc hay đấy. Kinh kịch hey. Kinh kịch hey. Kinh kịch hey. Đi vậy. Đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mày đi. Tình huống thần tài đến gõ cửa trên đường cao tốc, em mời các bác đón xem ạ. Trời ơi, cái quân què gì vậy bà, thôi xuống đây bà, phiêu chiêu rồi. Hey, kinh kịch hey, kinh kịch hey. Đi vậy. Bác dính băng dính vào biển số xe làm gì thế? Lộ hết cả rồi. Ăn đu. Được của nó đấy. Bác xe tải trắng có tình huống lùi chuồng đi vào lòng đất. Em mời các bác đón xem nào. Gì nữa đâu mà khóc với chồng. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhau. Thôi hết trời. Ta xa nhau trời. Qua cầu Đồng Trúc này, biển bao nhiêu đây? Lật quả gốm nhỉ? Chở cam này. Anh em xong người quen thì gọi ra cái nhá. Chắc buồn ngủ ra lật nát bét. Kính văng từ đây. Còn gì nữa đâu mà khóc với chồng. Còn gì nữa đâu mà buồn với. Bác Hổ vồ đi cực mất dạy và cái kết được chú Pikachu dạy cho một bài học. Em mời các bác đón xem nha. Ơi, chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả?
Bác căn chiều cao kiểu gì mà trần thế, xích nữa thì gãy cột đèn tín hiệu luôn rồi. Bác xe máy có tình huống đi ngược chiều trên cao tốc, hết sức nguy hiểm, em mời các bác đón xem ạ. Ngồi ghế chưa? Ghế chưa? Bác xe con màu đen có tình huống vượt xe cực ẩu trên đường đèo, em mời các bác đón xem video nha. Uầy, nhạc hay đấy. Kinh kịch, hey. Kinh kịch, hey. Kinh kịch, hey. Bác xe máy chở cồng kềnh đi trên vành đai 2 cực nguy hiểm, em mời các bác đón xem nha. Bác xe có gắn cam hành trình đi qua trạm thu phí tự động thì bất ngờ barrier không cho đi nữa, các bác ạ. Trời ơi, cái quân què gì vậy bà? Thôi xuống đây bà, phiêu chiêu rồi. Hỡi em. Uầy, nhạc hay đấy. Kinh kịch, hey. Kinh kịch, hey. Kinh kịch, hey. Bác xe con màu trắng dừng đèn đỏ rất ngang ngược, đúng là người thành công thường có lối suy nghĩ riêng mà. À, ra là mày, thăm ngàn, kẹp ngàn thăm ngàn, đại lừa mí kìa chuối lừa, bao nhiêu ngàn đi ăn ăn mày vui. Bác máy xúc có tình huống lên thùng cực đỉnh, các bác hãy theo dõi hết video để có thêm kinh nghiệm cho bản thân nha. Đừng quên like và đăng ký kênh Giao thông nước Việt.